khi quý vị tai nạn xe cộ thì chúng ta nên ghi lại cái quá trình tai nạn nó xảy ra như thế nào. Trong thời buổi hiện nay thì ai cũng dùng cell phone hết, và quý vị nên dùng cái chiếc cell phone đó để chụp hình lại cái hiện trường xảy ra tai nạn, chụp hình lại cái thiệt hại của xe của quý vị cũng như là chiếc xe mà đụng quý vị. Đồng thời quý vị nên gọi cho cảnh sát để họ ra họ làm một cái report, và tất cả những bằng chứng này rất là hữu hiệu cho cái quá trình đòi bồi thường, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, khi quý vị bị tai nạn xe cộ, quý vị cần một người luật sư biết rõ được đường đi nước bước. Các hãng bảo hiểm họ sẽ dùng đủ mọi cách cũng như dùng đủ mọi lý do để không bồi thường hoặc là bồi thường ít cho quý vị. Họ sẽ nêu ra lý do như là tai nạn quá nhẹ, tốc độ quá chậm không thể nào gây ra thương tích cho quý vị. Bởi lẽ đó quý vị cần một người luật sư có thể tranh tụng tới cùng ra tòa án để đòi bồi thường cho quý vị. Khi quý vị đến với Nguyên Lộc Law Firm, quý vị sẽ không phải trả bất cứ chi phí nào. Chúng tôi đã thành công thụ lý nhiều trường hợp tai nạn xe cộ lớn nhỏ, bao gồm cả tai nạn xe 18 bánh. Hãy để chúng tôi tranh đấu vì quyền lợi của quý vị.